Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Bính Thìn sinh 1976, nghèo khổ thế quá đủ rồi, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, trở mình sang trang, tiền vàng nườm nượp kéo về, giàu sang giang danh bốn bể. Người tuổi Bính Thìn sinh 1976, thuộc mệnh Thổ, ra trung Thổ, đất lẫn trong cát, những người tuổi Bính Thìn rất thông minh, trung thực và kiên nhẫn, họ dịu dàng trong cách cư xử, siêng năng trong công việc, độc lập trong cuộc sống, có sự nhiệt tình và quyết tâm để làm tốt mọi việc họ có khả năng làm việc, quản lý xuất sắc và ý kiến sáng tạo. Vì vậy họ được sinh ra với khả năng lãnh đạo về những bất lợi, họ luôn đáp ứng theo tình hình, do đó họ không có khả năng dính vào các vấn đề chính của nguyên tắc. Điều này có xu hướng để lại cho mọi người một ấn tượng không đáng tin cậy, họ không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Sa Trung Thổ, tức là đất pha cát, sự kiên định chính là một trong những tính cách nổi bật của những người mệnh Thổ. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ quyết chí thực hiện cho đến cùng, mặc cho bất cứ khó khăn nào xảy đến. Tuy nhiên, người tuổi này đôi lúc sẽ tỏ ra bảo thủ, khăng khăng làm theo ý muốn của mình mà không nghe theo ý kiến từ người khác. Dù luôn thể thái độ cứng rắn, những người tuổi Bính Thìn lại có nội tâm nhạy cảm, dễ mũi lòng trước những chuyện cảm động. Trong chuyện tình cảm, họ rất ít khi nói những lời tán tỉnh, ngọt ngào mà chỉ bày tỏ cảm xúc qua những hành động chân thành. Chính vì thế, họ bị đánh giá là những người khô khan, ít quan tâm tới người mình yêu. Những người tuổi này có lối sống cô độc, không có quá nhiều bạn bè thân thiết, chỉ những ai được người tuổi Bính Thìn coi là tri kỷ thì họ sẽ dốc lòng giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Họ có óc sáng tạo phong phú, có lý tưởng hướng đến sự mới mẻ, rất thích hợp với các ngành nghề hiện đại như viễn thông, thương mại điện tử. Sự nghiệp của họ tăng lên đều đặn, họ có thể trở thành một nhà lãnh đạo với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ vào một ngày nào đó trong lĩnh vực công việc. Họ có thể dễ dàng có được tất cả lòng tin với người giám sát và đồng nghiệp. Họ tin tưởng và hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn và không khí đồng đội rất hòa đồng. Tài sản giàu có cho những người tuổi Bính Thìn ngày càng tốt hơn với sự phát triển của sự nghiệp. Họ có thể nhận được nhiều tiền lương và hiệu suất cao hơn. Trong thời gian rảnh rỗi họ thích đầu tư, điều này cũng sẽ mang lại sự giàu có đáng kể cho họ. Nhưng họ không nên quá tham lam và nên tránh đầu tư rủi ro cao. Họ nên tham khảo thêm các chuyên gia và lắng nghe đề xuất của người khác trước khi đầu tư. Theo tử vi phương Đông, ngoài năm sinh và tháng sinh, thì ngày sinh cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi người bởi dựa vào ngày sinh, chúng ta có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một số tính cách của một người. Những người tuổi Bính Thìn sinh ra trong khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy người tuổi Bính Thìn sinh vào ngày nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất thì xin mời quý khán giả theo dõi luận giải sau đây. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 1, bản mệnh mang quan ấn chủ về công danh sự nghiệp, quyền cao chức trọng, một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, số mệnh đại cát đại lợi. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 2, có số tay trắng dựng nghiệp phải rời xa quê hương để làm ăn mới có thể thành công. Số mệnh dinh thịnh, tuy vất vả bôn ba nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng, càng cố gắng càng được hưởng phúc. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 3, người này có tướng mạo đoan chính, thời thiếu niên được che chở, bao bọc sung sướng, kế thừa gia nghiệp danh vọng hưng thịnh đời vô lo vô nghĩ. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 4,
sức khỏe không tốt, thân thể yếu kém, không có cơ hội phát huy tài nghệ cả đời phiền muộn. Người này làm gì cũng không thuận, không đạt được mục tiêu. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 5 là người nhanh nhẹn thông minh, ham học hỏi, có khả năng giao lưu, thuyết trình xã giao tốt, có thể phát triển hướng ngoại, làm công tác xã hội cẩn thận đề phòng mầm họa ở thận. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 6, một đời buồn phiền lo âu, không yên ổn, mưu sự khó thành, nhấp nhô, trắc trở. Người này không có may mắn, thường bị ngáng trở dẫn tới đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 7, đây cũng là một trong những ngày sinh tốt của người tuổi Bính Thìn, có nhiều quý nhân giúp đỡ, có gia đình người thân làm chỗ dựa, vui nhiều buồn ít, hay gặp hỷ sự, hôn nhân mỹ mãn, gia vận hài hòa hạnh phúc. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 8 là người thông minh, hiếu học, thành nhiều bại ít, gặp toàn chuyện tốt lành, và thành công biết lo việc nhà, làm việc đảm đang, tháo giác, nữ mệnh dưỡng phu ích tử có thể trợ giúp chồng về sự nghiệp. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 9 có thể thu phục lòng người bởi tài đức song toàn, mưu tính sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, cuộc đời vinh hiển. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày mùng 10, cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, phong phú, tài vận hanh thông, tuy không phải đại phú, đại quý, nhưng những món tiền nhỏ không ngừng đổ về, một đời bình yên an ổn. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 11 tài khố bất ổn, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không biết quản lý tài chính, thiếu trước hụt sau, thích kết giao bạn bè tiêu xài lãng phí. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 12 có số phú quý, đường hôn nhân rất tốt, nam có thể cưới được vợ hiền, nữ có thể lấy được chồng yêu thương, vợ chồng hài hòa, tiền tài không thiếu, con cháu thịnh vượng. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 13 làm việc xuất chúng, gia nghiệp hưng vượng, còn cái cả nam cả nữ đều thông minh, giỏi giang, có thể làm rạng danh tổ tông. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 14 có thể kế thừa tổ nghiệp, tiếp nối truyền thống gia đình, được cha mẹ để lại tài sản, công việc dựa vào gia đình, tuổi trẻ bình thường, trung niên phát đạt, hậu vận càng ngày càng phát đạt. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày rằm, cuộc đời bôn ba vất vả, mệt nhọc, đa số tha hương nơi đất khách quê người, nữ mệnh có đường hôn nhân cát tường, con cái đầy đủ, nam nữ song toàn, tài lộc dồi dào, không lo cơm áo. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 16, trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén, sắc sảo hơn người, chăm chỉ hiếu học nên gia nghiệp hưng thịnh, tài lộc phong phú, có thể làm nên việc lớn tự trang trải và phát triển. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 17 có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hài hòa, thường xuyên được quý nhân chiếu cố, có thể mượn lực những người xung quanh để làm giàu, một đời an ổn, tốt lành. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 18 có chỗ dựa là cha mẹ gia đình, nên không tự lập, chuyện gì cũng không thể tự quyết định được, tài lộc không thuận, chỉ đủ dùng chứ không dư giả. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 19 gặp nhiều rủi ro, tai họa, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, nhân duyên với người thân lạnh nhạt, không có chỗ dựa dẫm, không có người giúp đỡ, tự mình cố gắng. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 20, tâm địa không xấu, nhưng không biết cách thể hiện ra bên ngoài, có tiếng là lạnh nhạt, nhưng thật tình tốt bụng, tính tình kiên cường mạnh mẽ, cuộc đời vững bước phát triển, sự nghiệp thành đạt, tự mình làm chủ tất cả. Tuổi Bính Thìn sinh ngày 21, có tâm tính thiện lương, nhân hậu, nam nữ đều hiếu thảo, đương nhân duyên thuận lợi tốt đẹp, nam cưới được vợ, hiền nữ cưới được chồng tương xứng. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 22, có số đào hoa rất vượng, nam nhiều người theo đuổi, nữ hưởng mệnh thái bình, thường xuyên được chiều chuộng cung phụng, một đời vui vẻ, hạnh phúc. Người tuổi Bính Thìn sinh 23, mệnh mang số cô độc, khó dựa vào gia đình, cha mẹ nên xuất ngoại thì sẽ phát triển tốt hơn, tay trắng dựng nghiệp, độc lập tự chủ, một mình cố gắng. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 24, số mệnh như ý cát tường, cầu gì được nấy, hy vọng tràn đầy, thành công trong tầm tay, cuộc đời cứ thế mà tiến lên không ngừng. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 25, thông minh, lanh lợi, có nhiều tài nghệ vượt trội, công thành danh toại, lập nhiều thành tựu hiển hách, được người khác nể phục và kính trọng. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 26, tính cách nhỏ mọn, tính toán chi li, nên không thể triển khai kế hoạch lớn, không làm được đại sự, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, cuộc đời không chịu thiệt thòi nhưng cũng chỉ có thể bình thường đạm bạc. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 27, thường xuyên phiền muộn, bất kể là chuyện gì cũng lo lắng, cuộc sống không tới nỗi đói khổ, nhưng cũng không dư giả, nhiều trục trặc, mưu sự khó thành.
người tuổi Bính Thìn sinh ngày 28, có các tinh cao chiếu, số mệnh vô cùng rạng rỡ, làm nên đại nghiệp, công danh sáng sủa, vợ chồng hài hòa, tài lộc dồi dào, phát triển đủ các phương diện. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 29, khó được như ý nguyện, giàu nghèo bất định, số mệnh thất thường, số đào hoa cực dượng, đề phòng họa tử sắc, khiến cuộc đời khó khăn, tai họa hôn nhân đứt đoạn. Người tuổi Bính Thìn sinh ngày 30, tài hoa hơn người, có tài lãnh đạo và số thống lĩnh, mệnh phú quý, đứng trên người khác. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, người tuổi Bính Thìn vấp phải sự cản trở của cục diện tương xung thái tuế, bản mệnh được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít thử thách và rắc rối. Tác động lớn có thể đến từ các nguyên nhân khách quan, nhưng bản mệnh cũng không thể phó mặc cho hoàn cảnh mà không chịu cố gắng. Tháng 9 âm lịch này hung vận lớn cũng gây nên sóng to gió lớn. Con giáp này làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đấy mới tránh nhận thất bại. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ trì trệ. Cách xử lý cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập, bản mệnh cần có sự điều chỉnh phù hợp. Trước khi tiến hành công việc, bạn cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Tháng 9 âm lịch này, tài tinh bị tổn hại, tốt nhất tuổi Bính Thìn nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen hay đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu, có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, vì thế, bạn chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Tình cảm vợ chồng trong tháng 9 âm lịch này không có nhiều biến động, nhưng cũng dần thiếu đi ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Nếu không sớm hâm nóng tình cảm, mối quan hệ đôi bên rất dễ xuất hiện những vết nứt cứ lớn dần. Người độc thân vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới thoát được cảnh một mình. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong tháng 9 âm lịch này không được lý tưởng cho lắm. Áp lực cuộc sống và công việc gia tăng, nếu không có chế độ chăm sóc cơ thể phù hợp, bạn có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, do gặp tương xung cục nên công việc của tuổi Bính Thìn có sự cản trở và trì trệ, bản mệnh được khuyên phải hết sức thận trọng, không nên đặt niềm tin ở ai đó một cách tuyệt đối, kể cả người thân tín nhất, đề phòng trường hợp di tiền bạc, quyền lợi làm mờ mắt, mà tự bạn trở mặt thành kẻ thù, công việc xuất hiện nhiều trở ngại. Tiến độ trì trệ, cách xử lý công việc cũng dần lộ ra sự bất cập, bản mệnh cần có sự điều chỉnh phù hợp. Trước khi tiến hành công việc, bạn cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Các kế hoạch trong tháng của con giáp này khó hoàn thành đúng hẹn, hoặc rất dễ đổ bể nửa chừng, thách thức ngày càng gia tăng, kéo theo áp lực không nhỏ. Trong tháng 9 âm lịch hung vận lớn, gây nên sóng to gió lớn, bản mệnh làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đấy mới tránh nhận thất bại. Mưu đại sự ở thời điểm này không phải là ý định khôn ngoan, môi trường làm việc cạnh tranh quyết liệt cũng sẽ mang đến không ít căng thẳng cho bản mệnh. Có những việc không như ý xảy ra và mọi người đổ lỗi cho nhau, vì lo sợ trách nhiệm, bạn cần thận trọng bởi có kẻ tiểu nhân hãm hại, không nên sao nhãng hay chủ quan. Trong thời gian này, thái độ dĩ hòa nhi quý và khiêm tốn là cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân. Bạn nên tránh tất cả những vấn đề có thể dẫn tới xung đột trong tháng này. Nếu không, người chịu thua thiệt có thể là chính bạn, còn kẻ tiểu nhân vẫn nhẫn nhơ gây họa. Nhìn chung, công việc của con giáp này gặp nhiều khúc mắc, nguyên nhân chủ quan có mà khách quan cũng nhiều. Dù chủ yếu là các nguyên nhân khách quan, nhưng bản mệnh cũng không thể phó mặc cho hoàn cảnh mà không chịu cố gắng. Rất may mắn trong tháng là nguyệt lệnh lâm dưỡng, dù phải bao phen trầy trật, nhưng tinh thần làm việc của tuổi Bính Thìn vẫn rất hăng say. Cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi và lạc lối, nhưng bạn lấy lại quyết tâm rất nhanh. Hãy suy nghĩ thật bình tĩnh và tỉnh táo, bạn sẽ sớm tìm ra hướng giải quyết tốt mọi việc. Những lúc có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và rơi vào tình trạng căng thẳng, bạn hãy gạt bỏ lo lắng sang một bên để có thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Hãy biết hài lòng với từng nhiệm vụ mà mình vừa hoàn thành. Điều đó
sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực hữu hiệu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch này, người tuổi Bính Thìn bị đại hao hung tinh chiếu mệnh, tài tinh bị tổn hại, là điềm báo tuổi Bính Thìn dễ bị hao tài tốn của. Bản mệnh dù kiếm được thì cũng tiêu nhiều, hoặc dùng cho mục đích đầu tư nhưng thiếu hiệu quả. Do đó bạn chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Đây là tháng bạn không nên bất chấp để đầu tư mới hay triển khai kinh doanh. Những trò cá cược đỏ đen càng nên tránh, vì sẽ có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được. Vì thế, chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Đặc biệt bạn nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu. Khi có người khuyên can thì nên dành thời gian xem xét, tính toán lại một lượt cẩn thận không bao giờ là thừa. Vận may về tiền bạc trong tháng không nhiều, bản mệnh nên tiết chế chờ đợi thời cơ chín mùi. Trong tháng 9 âm lịch, nguyện lệnh ở thời kỳ lâm dưỡng, bạn cần chuẩn bị chu đáo mọi bước trước khi tiến hành. Tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngoài ra, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, thời gian này tuổi Bính Thìn cũng nên tránh cho vay mượn. Lại thêm cục diện tương xung ảnh hưởng, chuyện tiền bạc không phân minh có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ, thậm chí khiến người quen trở mặt, đụng tới lợi ích sẽ rất khó giữ được cái tình. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch 2024. Chuyện tình cảm của tuổi Bính Thìn trong tháng 9 âm lịch này cũng không thật sự lý tưởng. Mối quan hệ dù không có nhiều biến động, nhưng cũng đang dần thiếu đi sự nồng nhiệt. Nếu cứ để mặc tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp hâm nóng, thì tình cảm của hai bạn sẽ ngày càng nhạt nhòa, rất dễ xuất hiện những vết nứt cứ lớn dần, thậm chí còn tạo cơ hội thuận lợi cho kẻ thứ ba chen chân. Tương xung cục ảnh hưởng còn khiến cho mối quan hệ của đôi bên đứng trước thử thách. Bản mệnh có thể phải chịu tác động trước những lời đàm tiếu của người ngoài. Dù có nghe được thông tin gì, bạn cũng nên xác nhận lại một lần với nửa kia trước khi đưa ra nhận định. Vợ chồng bên nhau khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Dù không phải là mâu thuẫn quá lớn, thì cũng xuất phát từ những va chạm trong cuộc sống thường ngày. Không những tinh thần hai bạn bị ảnh hưởng, mà các thành viên trong nhà cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Vì vậy, dù không bằng lòng nhau điều gì, con giáp này cũng nên nói rõ ràng, đừng giữ mọi thứ trong lòng mà sinh hậm hực, hoặc nếu có tranh luận tìm nơi vắng vẻ. Chỉ có hai người, đừng cãi giả trước mặt con cái và người lớn trong nhà. Nếu muốn được tôn trọng, bạn cũng nên dành điều tương tự cho đối phương. Người độc thân tháng này vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới thoát được cảnh một mình. Bạn có thể dành nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn, đừng mãi diện cớ bận bịu công việc. Bởi một khi đã muốn thì con người ta sẽ tìm cách thay vì diện lý do. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, ở phương diện sức khỏe, tuổi Bính Thìn cũng nên dành sự quan tâm cần thiết cho thể trạng của mình. Áp lực cuộc sống và công việc gia tăng, nếu không có chế độ chăm sóc cơ thể phù hợp, bản mệnh có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Đôi khi bạn cứ để công việc bận rộn cuốn đi mà bỏ bê việc ăn uống hay nghỉ ngơi. Tuy hiện tại vẫn nghĩ bản thân có thể chịu đựng được, nhưng về lâu dài sẽ có những hệ lụy mà bạn không lường trước hết được hậu quả. Bên cạnh việc cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, con giáp này cũng nên rèn luyện thể dục thể thao vừa sức, kết hợp ăn uống điều độ để nâng cao sức đề kháng. Việc vận động cũng giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, đủ năng lượng để làm việc mình muốn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Bính Thìn sinh 1976. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc của tuổi Bính Thìn có nhiều cơ hội mở ra với những người đang tìm kiếm công việc mới. Khởi nghiệp cũng rất suôn sẻ, những thành quả đạt được trong hôm nay đủ khiến bạn hài lòng, tài chính cũng dư dả. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Ngày này bản mệnh có mối quan hệ với người khác giới rất tốt, không chỉ có lợi cho công việc mà còn cả chuyện tình cảm của bạn. Quý nhân của bạn trong ngày này cũng sẽ là người khác giới. Trong ngày này người độc thân có cơ hội gặp được người mình thích. Ngày 14 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này bản mệnh kiếm tiền thuận lợi, dễ gặp được quý nhân dìu dắt. Cơ hội cải thiện tài chính không phải lúc nào cũng có sẵn,
nên bạn phải nhanh tay nắm bắt ngày này để mọi việc suôn sẻ. Việc mở rộng quan hệ sẽ rất có lợi và cũng đảm bảo cho việc hợp tác trong tương lai sau này. Ngày 16 tháng 9 âm lịch. Ngày này cơ hội kiếm tiền làm giàu nằm ngay trong tầm tay. Đừng bỏ lỡ những cơ hội hợp tác lớn nhỏ, công việc tiến triển suôn sẻ nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn với đồng nghiệp, hiệu suất vượt cả mong đợi. Ngày 19 tháng 9 âm lịch. Ngày này bản mệnh được thần tài ban lộc, bạn có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn, thể hiện được sự khéo léo và nhanh nhẹn, rất có lợi cho những người làm công việc đàm phán kinh doanh, gặp gỡ khách hàng. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, việc ký kết và đàm phán sẽ diễn ra tốt đẹp, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội kiếm tiền, mà không phải lúc nào cũng có sẵn như ngày hôm nay, lợi thế bạn đang có cũng sẽ giúp bạn vượt qua và bỏ xa đối thủ của mình. Ngày 23 tháng 9 âm lịch. Ngày này có quý nhân nâng đỡ, mọi việc đều suôn sẻ, xua tan mọi lo lắng trước đó, cơ hội kiếm tiền đáng ghen tị, bản mệnh không cần bỏ quá nhiều công sức mà vẫn thu được nhiều thành tựu đáng kể. Ngày 25 tháng 9 âm lịch. Ngày này vận trình khởi sắc dần lên, mọi việc thuận lợi như cá gặp nước, tài chính có khởi sắc. Việc đầu tư hay kinh doanh đều có tin vui, bỏ ra 1 đồng nhưng thu về 3 đồng, kết quả vượt ngoài mong đợi. Ngày 28 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội kiếm thêm tiền, bạn càng mạnh dạn xông xáo thì càng dễ có tiền về túi. Bạn cũng có cơ hội giành được quyền chủ động trong công việc được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Với những biểu hiện xuất sắc của bạn, mọi việc tiến triển thuận lợi, khiến con giáp này vô cùng hài lòng với tiến độ và hiệu suất mình tạo ra. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tuổi Bính Thìn sinh 1976, tuần này thương hại giáng họa, khiến người tuổi Bính Thìn vướng phải nhiều chuyện phức tạp và rắc rối do có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Bạn cần cẩn thận hơn trong việc kết giao với người khác, đồng thời nhắc nhở bản thân mình chớ nên nóng nảy, bởi càng nóng nảy thì bạn lại càng dễ rơi vào bẫy kẻ xấu bày ra. Trong công việc, do tâm tính của bản mệnh dễ bị kích động, điều này sẽ dẫn đến bạn đưa ra những quyết định sai lầm trước khi bắt tay vào một việc gì. Con giáp này nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn, chứ không nên vội vàng làm theo cảm tính. Chuyện tình cảm trong tuần này, kim sinh thủy nên may mắn, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn trong tuần này. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử hãy trò chuyện với người ấy, rất có thể hai người cùng trao đổi bàn luận thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tuần này bị kiếp tài chiếu mệnh, nên tuổi Bính Thìn gặp không ít bất lợi trong các kế hoạch kiếm tiền và làm giàu của mình. Điểm báo tử vi cho thấy, có thể những tai họa bất ngờ xảy ra sẽ khiến cho bản mệnh thiệt hại số tiền khá lớn. Bạn không lường trước được những chuyện có thể xảy ra và lơ là mất cảnh giác. Tuần này sự cẩu thả cũng là một phần nguyên nhân khiến cho công việc của bản mệnh trở nên rối rắm, và bạn sẽ phải khá chật vật để có thể sắp xếp chúng vào trật tự như mong muốn. Nếu vẫn chưa tìm được đường hướng đi thì hãy hỏi người có kinh nghiệm. Trong tuần ngũ hành xung khắc cũng là điềm báo cho thấy đây không phải là một tuần may mắn cho chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn có thể gặp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình hay bạn bè về nửa kia của mình. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tuần này cục diện tương xung khiến cho tuổi Bính Thìn gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác với người khác, đồng nghiệp không hiểu ý nhau khiến công việc không thuận lợi hay bị cản trở, hoặc gặp xui xẻo, không thu về thành quả xứng đáng mà còn dễ bị xa lánh. Đây cũng không phải là một tuần thích hợp để đầu tư tài chính, đối tác có thể đưa ra những yêu cầu bất hợp lý, khiến mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng, bản mệnh cần thận trọng, không nghe lời người khác mà phải tự mình tìm hiểu. Đừng quá tin người kéo rủi ro quá lớn, tác hại khôn lường. Tuần này quả khắc kim, không có lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Tình duyên gặp rắc rối khi người thứ ba xuất hiện. Có thể nguyên nhân bắt nguồn từ bạn hoặc người ấy. Gia đạo bất hòa khi có hiểu nhầm, xích mích kéo theo liên lụy tới những người xung quanh.
Tử Vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tuần này có chính quan hỗ trợ, nên công việc của người tuổi Bính Thìn có nhiều khởi sắc đáng kể. Bạn cho thấy sự năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể. Nhờ năng lực bạn vươn lên, gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng. Tài lộc vì thế mà cũng rất khá, chính tài ổn định, thứ tài gấp may mắn. Bản mệnh làm ăn rộng rãi, giữ chữ tín nên càng làm càng phát tài. Có nhiều mối hàng và bạn hàng đáng tin cậy. Khi đang nhận về nhiều lộc lá, bạn cũng nên dành một khoản để làm từ thiện, tích thêm phúc đức cho bản thân và gia đình. Tuần này kim dưỡng cho thủy, nên đường tình duyên của tuổi Bính Thìn cũng thêm phần khởi sắc. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau, mối quan hệ ngày càng bền chặt khi cả hai đều trân trọng đối phương. Tiếp theo là cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: công việc có sự cản trở, trì trệ, lúc bị tổn hại là điềm báo dễ bị hao tài tốn của. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Con số may mắn 82, 33 và 47. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn, dày tuổi Bính Thìn sinh 1976 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tý. Nếu Bính Thìn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc, thì tuổi Tý sẽ luôn là người bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của tuổi Bính Thìn đôi khi khiến tuổi Tý không hài lòng. Tuổi Bính Thìn với tuổi Sửu. Nhìn thoáng qua chúng ta sẽ thấy tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu có nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Tuổi Bính Thìn thích giao tiếp, tự tin thể hiện tài năng của mình trước đám đông. Còn tuổi Sửu lại thích một không gian yên tĩnh ít người. Tuy nhiên, hai tuổi này sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu cẩn thận và chắc chắn, còn tuổi Bính Thìn quyết đoán và thông minh. Họ bù trừ cho những thiếu sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu lý tưởng. Tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu khi hợp tác làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn với tuổi Dần. Trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hai người này dễ bị rạn nứt, đổ vỡ bởi tuổi Dần luôn muốn giành quyền lực và địa vị về tay mình. Còn tuổi Bính Thìn lại không bao giờ chấp nhận là người đứng thứ hai. Họ dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm, không ai chịu nhường ai. Tuổi Bính Thìn với tuổi Mão sẽ mang lại hiệu quả cao nếu như tuổi Bính Thìn và tuổi Mão hợp tác làm ăn với nhau. Họ có nhiều ý kiến sáng tạo khác biệt, nhưng cùng có chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu. Tuổi Bính Thìn sẽ là trợ thủ giúp tuổi Mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc, dễ dàng. Tuổi Bính Thìn với tuổi Thìn. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này, đó là chuyện tranh đấu quyền lực. Tuổi Bính Thìn nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình. Hai người cùng con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Bính Thìn có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến, nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên, khi có rắc rối, cả hai kết hợp với nhau rất hiệu quả và sáng tạo. Nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ sẽ là người mang lại may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn. Hai con giáp này trở thành đối tác làm ăn, họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ càng trở nên sâu sắc, gắn bó, bởi giữa họ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn với tuổi Ngọ. Hai tuổi này cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Với đầu óc tính toán nhạy bén chính xác của tuổi Bính Thìn và con mắt nhìn xa trông rộng của tuổi Ngọ, sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn với tuổi Mùi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Bính Thìn và tuổi Mùi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đem lại hiểu qua cao. Tuổi Bính Thìn luôn đưa ra những sáng kiến mới mẻ và độc đáo, còn tuổi Mùi sẽ luôn là người biến những ý tưởng ấy thành hiện thực. Tuổi Bính Thìn với tuổi Thân.
hai tuổi này sẽ hòa hợp hơn trên phương diện làm ăn. Họ sẽ dễ dàng trở thành những đối tác tin cậy và trung thành. Họ sẽ giúp đỡ nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn và thử thách. Bởi tuổi Bính Thìn và tuổi Thân đều ưa mạo hiểm, những kế hoạch cụ thể và phán đoán chính xác sẽ là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phát huy. Tuổi Bính Thìn với tuổi Dậu. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Bính Thìn và tuổi Dậu phối hợp rất ăn ý và đạt được hiệu quả cao. Tuổi Bính Thìn sẽ luôn là người tiên phong giải quyết công việc, còn tuổi Dậu sẽ chịu trách nhiệm cai quản về kinh tế và tiền bạc. Mối quan hệ của hai tuổi này ngày càng sâu sắc, gắn bó dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tuất. Tuổi Bính Thìn và tuổi Tuất sẽ kết hợp hoàn hảo hơn trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Bính Thìn mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất cần đến sự trung thành và giúp đỡ của người tuổi Tuất. Họ hăng say làm việc chăm chỉ và cần cù, là động lực của nhau trong những lúc khó khăn. Đôi lúc sự mạo hiểm của tuổi Bính Thìn khiến cho tuổi Tuất cảm thấy không an toàn và sợ hãi. Tuổi Bính Thìn với tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ trở thành nguồn cảm hứng thúc giục tuổi Bính Thìn tự tin tiến lên phía trước để phát triển sự nghiệp của mình. Tuy không thông minh, sắc sảo, nhưng khi tuổi Bính Thìn gặp khó khăn, tuổi Hợi đều sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Tuổi Bính Thìn rất mạnh mẽ trước những khó khăn, thử thách, nhưng không phải lúc nào cũng có những phán đoán chính xác và nhanh chóng. Bởi vậy sự có mặt của tuổi Hợi là rất cần thiết. Hai tuổi này dễ dàng phối hợp hiệu quả với nhau và gặt hái được nhiều thành công. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống may mắn và xui xẻo luôn tồn tại như những phần không thể thiếu. Tuy nhiên trước khi một người gặp xui xẻo, sáu dấu hiệu này rất có thể sẽ xuất hiện. Một là mất kiểm soát cảm xúc cáu kỉnh và tức giận. Khi giận rủi đến con người, thường dễ mất kiểm soát về cảm xúc, trở nên cáu kỉnh và hay tức giận. Điều này phản ánh nội tâm không ổn định. Khi chúng ta không giữ được sự bình yên bên trong, cảm xúc khó chịu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và dễ dàng biến thành giận dữ hoặc phàn nàn, dẫn đến những rắc rối lớn hơn. Đây là lúc bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, rèn luyện sự kiên nhẫn và duy trì một tâm hồn an nhiên. Hãy tìm cách giảm căng thẳng, hít thở sâu và điều chỉnh cảm xúc của bạn. Những hoạt động như chạy bộ, nghe nhạc hoặc trò chuyện với bạn bè có thể giúp chuyển hướng sự chú ý và tránh mất kiểm soát, mất cảm xúc, giúp bạn nhanh chóng trở lại trạng thái bình yên bên trong. Hai là bướng bỉnh và khăng khăng làm theo ý mình. Khi gặp giận xui, con người dễ trở nên bướng bỉnh, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tâm trạng này thường dẫn đến những quyết định sai lầm hoặc việc phớt lờ các ý kiến đề xuất từ xung quanh. Trong tình huống này, chúng ta nên học cách lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và tránh hành động một cách mù quáng. Hãy mở rộng tâm trí, thu thập thêm thông tin và quan điểm từ người khác. Tâm nhìn của chúng ta có giới hạn, vì vậy, cần sự hỗ trợ từ người khác để có cái nhìn toàn diện hơn. Lắng nghe những ý kiến đa chiều sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn. Ba là ngủ kém và mất tập trung. Giấc ngủ chất lượng là yếu tố quan trọng giúp chúng ta duy trì sự tập trung và suy nghĩ sáng suốt. Khi giấc ngủ bị ảnh hưởng, khả năng tập trung cũng suy giảm. Trước khi giận xui xuất hiện, chúng ta có thể gặp tình trạng mất ngủ, dễ thức giấc và khó tập trung. Điều này tác động tiêu cực đến công việc và cuộc sống. Để cải thiện, hãy tạo ra một môi trường ngủ thoải mái, thư giãn cơ thể và tinh thần, duy trì một lịch trình ngủ đều đặn. Điều này sẽ giúp bạn suy nghĩ rõ ràng và đưa ra những quyết định đúng đắn khi đối mặt với khó khăn. 4 là làm tổn thương người thân và phụ lòng ân nhân. Khi giận rủi gia tăng, chúng ta có thể vô tình làm tổn thương những người thân yêu nhất và phớt lờ những người đã giúp đỡ mình. Sự mất cân bằng năng lượng nội tâm có thể khiến chúng ta hành xử một cách vô lý, gây hại đến người khác mà không có lý do chính đáng. Hãy biết trân trọng những người xung quanh và đừng để cảm xúc tiêu cực khiến bạn đổ lỗi hay làm tổn thương họ. Hãy học cách biết ơn và tri ân những người đã giúp đỡ bạn, giao tiếp chân thành với gia đình và bạn bè, bày tỏ cảm xúc thật và cùng nhau sử dụng sức mạnh của gia đình để vượt qua khó khăn. 5 là sai lầm nhỏ liên tục xảy ra và tình hình tài chính xấu đi. Trước khi gặp giận xui, chúng ta thường xuyên mắc phải những sai lầm nhỏ trong công việc và cuộc sống. Kèm theo đó là những khó khăn về tài chính. Chẳng hạn, bạn có thể quên làm việc gì đó hoặc mắc những lỗi nhỏ lúc này. Hãy cẩn trọng hơn trong công việc, tránh những sai sót không đáng có. Nhắc nhở bản thân chú ý đến chi tiết và nâng cao hiệu suất trong cả công việc và cuộc sống. Quan tâm hơn đến tình hình tài chính của bản thân, giảm bớt chi tiêu không cần thiết, tránh tiêu dùng quá mức và tăng cường dự trữ tài chính.
chậm lại và cẩn thận sẽ giúp bạn nhận diện sớm các vấn đề và tìm ra giải pháp kịp thời. 6 là chán nản và miệng là thú trước khi giận rủi ập đến, con người sẽ cảm thấy vô cùng trống trải, buồn chán và dễ dàng chìm đắm trong đủ mọi thú vui. Đây là cơ chế thoát hiểm được phát triển để đáp lại những thay đổi sắp xảy ra trong cuộc sống lúc này. Chúng ta cần làm một số việc có ý nghĩa như đọc sách, du lịch, viết lách. Hãy lên kế hoạch cho thời gian của bạn và đừng lãng phí nó vào những việc vô nghĩa. Hãy cân bằng tâm một cách hợp lý giữa hạnh phúc và hưởng thụ. Đừng mù quáng theo đuổi hạnh phúc nhất thời. Tìm ý nghĩa, hướng đi của cuộc sống và nuôi dưỡng một lối sống trọn vẹn. Tránh xa chủ nghĩa khoái lạc quá mức và học cách cảm nhận sự dồi dào về thể chất và tinh thần trong mọi khoảnh khắc. Bạn phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, điều chỉnh tâm trí và quan tâm đến những người xung quanh. Khi bạn bình yên, cuộc sống tự nhiên sẽ suôn sẻ. Chúng ta không thể thay đổi những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh suy nghĩ của mình để sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Hãy trân trọng mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Dù thỉnh thoảng gặp phải sự bất mãn, bạn cũng sẽ không cảm thấy do dự. Hãy giữ thái độ tích cực và những ngày khó khăn sẽ qua đi. Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc theo đuổi hạnh phúc tột cùng, mà ở cách chúng ta sống tự do và hài lòng trong cuộc sống giản dị hàng ngày. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.